Con được cái gì của Chúa? Con là Maria Phạm Thị Hiếu, con muốn là lên dẫn chồng con lên, chồng con là người ngoại đạo. Con có đạo không? Dạ con có đạo, nhưng mà con tên gì? Dạ thưa cha, con là Đinh Văn Phúc ạ. Dạ con bao nhiêu tuổi? Dạ con 60 tuổi ạ. Rồi con đạo gì? Dạ con bên đạo Phật ạ. Đạo Phật, rồi hai người lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ chúng con lấy nhau từ năm 80 ạ. Năm 80 giờ là bao nhiêu năm nhỉ? 38 năm. 38 năm rồi con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người. Con được ơn là vừa rồi con có bị bệnh ung thư rưỡi ạ. Thì con đã điều trị ở bệnh viện Ca Hà Nội. Và trong lúc điều trị bệnh con rất tin mặt Chúa. Và đến nay con đã được lòng thương xót của Chúa. Thì đã Chúa đã chữa, Chúa cùng cha chữa bệnh cho con đến nay là đã hoàn hảo và đã khỏi bệnh và đã phục hồi sức khỏe bình thường ạ. Xin chị em một người theo đạo Phật mà đã cầu nguyện và đã tin thác vào Chúa, được Chúa chữa lành như vậy. Rồi còn chị. Dạ, thưa cha con và các cộng đồng, là đầu tiên nhà con không tin đâu cha. Thế con hôm con nhận được bà nhà con là từ hôm 27 tháng 3 thì con đến bệnh viện thì người ta bảo nhà con bị ung thư lưỡi rồi. Thế con bảo thôi anh đi về đi. Thế anh cứ về, anh để em điện cho Sa Long. Em nhờ Sa Long là để Sa Long coi là khấn lòng thương xót Chúa cho anh. Thế anh có tin không? Thì nhà con bảo tin. Thế con bảo nếu phải tin thì em mới đi em làm cho anh. Thế là con điện cho em trai con mới điện cho cha. Thì là cha nhắn luôn là ngày hôm sau cha bảo là con yên tâm là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì con chạy luôn sang, con ở xứ Thế Hà ngoài Hà Nội ạ. Thì con sang con nhờ lòng thương xót Chúa, con bảo là để Chúa con xin lòng thương xót Chúa, con xin phó thác chồng con trong tay Chúa. Thôi để Chúa cho chồng con như nào con vâng theo ý Chúa. Rồi bây giờ con tin vào Chúa chưa? Dạ con tin Chúa rồi ạ. Hallelujah. Đấy giống như là Chúa hỏi Phêrô, con có mấy thầy không? Còn bây giờ Chúa hỏi những người đến với lòng Chúa thương xót chỉ một câu thôi, con có tin không? Con có tin không? Lòng tin của con cứu chữa con có biết ai đâu? Dạ, thưa cha là Chúa. Đây là Chúa, tin vào Ngài, Chúa cứu chữa cho con nhé. Dạ, vâng ạ. Đây, gửi tặng cho chị, hai anh chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, nắm tay nhau. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị nha, được vững tin vào Chúa. Rồi, dắt tay nhau đi về chỗ của mình. Rồi, xin mời anh.